Đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 13 bệnh nhân COVID-19 mới, được Bộ Y tế công bố mã số từ 46.326 đến 46.338. 13 ca bệnh mới được ghi nhận tại khu cách ly tập trung số 2, trường Đại học Thủy lợi cơ sở Phú Hiến, phần lớn liên quan đến ổ dịch huyện Yên Mỹ và huyện Tiên Lữ. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 194 ca bệnh, trong đó huyện Yên Mỹ có 149 ca, huyện Khoái Châu 14 ca, huyện Ân Thi 13 ca, huyện Tiên Lữ 10 ca, huyện Kim Động 4 ca, huyện Phù Cử 1 ca. 8 giờ sáng ngày 17 tháng 7, huyện Ân Thi quyết định dỡ bỏ phong tỏa đối với thôn An Đỗ, xã Bắc Sơn sau 14 ngày không phát sinh ca bệnh trong cộng đồng. Sở Y tế vừa ban hành công văn về việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh giảm thời gian cách ly tập trung từ 21 ngày xuống 14 ngày đối với các F1 và người nhập cảnh, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly, ngày thứ 7 trong thời gian giám sát tại nhà.